Có những giấc mơ nguyện vọng của nhiều gia đình sau bao nỗ lực phi thường đã trở thành hiện thực. Hôm nay các con được bố mẹ đưa đến thăm đội ngũ bác sĩ tại trung tâm đây ạ. Các con chính là những hạt mầm hạnh phúc được gieo trồng bởi đội ngũ bác sĩ tại trung tâm hiếm muộn và y học giới tính Hà Nội. Mỗi em bé IVF được sinh ra là một câu chuyện khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Nhưng hơn cả sự có mặt của những thiên thần nhỏ chính là sợi dây gắn kết gia đình, là món quà vô giá gửi tặng những người mang các con yêu đến với cuộc sống tươi đẹp này. Là người làm việc trực tiếp với những cặp vợ chồng đến thăm khám, các bác sĩ tại Trung tâm Hiếm muộn và Y học giới tính Hà Nội là những người hiểu rõ nhất nỗi khổ tâm của họ, hiểu được việc không có con ảnh hưởng lớn thế nào đến hạnh phúc gia đình và việc có một đứa con sẽ gắn kết gia đình lại với nhau ra sao. Suốt những năm qua, với sự thấu hiểu, tận tâm, đồng hành cùng các cặp vợ chồng như những người thân trong gia đình, đội ngũ IVF Hà Nội đã được hòa chung niềm vui với các bố mẹ, vui cho một hành trình dài, cuối cùng cũng có được trái ngọt. Với lòng quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ mong con của tất cả các cặp vợ chồng hiếm muộn, toàn thể đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên của Trung tâm Hiếm muộn và Y học giới tính Hà Nội đã và đang ngày càng cố gắng hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh gieo mầm hạnh phúc đến mỗi gia đình.